chào quý ban giám khảo, các thầy giáo, cô giáo, các bạn học sinh thân mến. Chúng em đến từ liên đội Trường Tiểu học Thần Xa. Trong trang sử vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có rất nhiều anh hùng nhỏ tuổi. Hôm nay đến với hội thi, chúng em xin kể về câu chuyện anh hùng Nguyễn Bá Ngọc. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Nguyễn Bá Ngọc là học sinh lớp 4B, năm học 1964-1965 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Vợ chồng 13 tuổi, năm 1964, giặc Mỹ vừa ồ ạt đưa quân vào miền Nam. Vợ chồng máy bay leo thang đến phá các tỉnh miền Bắc nước ta. Chúng ném bom vào cả trường học, bệnh viện. Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán dân hồng hào. Ngày 4 tháng 4 năm 1965, giặc Mỹ điên cuồng chung máy bay bắn phá đất Thanh Hóa và bắn phá cả nhà quê của Nguyễn Bá Ngọc. Nghe thấy tiếng máy bay, bố của Nguyễn Bá Ngọc vội vàng bắt xuống điều kiện để cứu sân máy bay. Và anh của Ngọc là giao liên của sa đội cũng chạy ra vị trí chiến đấu. Trong khi đó, Ngọc cùng mẹ và năm em nhỏ xuống rừng trú ẩn. Lúc ấy khoảng 8:30 sáng, chính lúc ấy anh em nhà Phương, Tân, ông Đơ, con ông Khánh nhà hàng xóm đang quay quần trong mâm cơm. Có tiếng bom nổ mãi trên đầu, rồi tiếng khóc thét lên từ trên nhà ông Khánh. Ông Khương 14 tuổi, bạn thân của Ngọc, em Canh Lưu 9 tuổi bị thương vào đùi. Ngọc còn nghe rõ tiếng em Canh kêu: Ngọc ơi, cứu các em tươi với. Thế là Ngọc chạy ra cửa hầm, mẹ Ngọc nắm tay con, đạn nổ bắn nhiều lắm. Ngọc bảo mẹ: nhưng ba Khánh trai đi dân công, còn ba gái ở ngoài đồng, con không cứu chúng nó thì ai cứu? Bà mẹ thả tay ra, Ngọc lom khom đến sân nhà ông Khánh. Thấy thằng ông mới lên 6 tuổi đang run cầm cập đến nếp xó nhà, Ngọc cầm lấy tay em kéo chạy về hầm nhà mình. Sau đó em lại chạy ra lần nữa. Lần này em ôm lấy thằng Đơ bé tí và cặp vào sườn. Em vừa bò vừa che chở cho em Đơ. Bò được một quãng, em gặp tay cũng truyền ra vườn, bị thương, máu chảy nhiều quá, tay không bò nổi nữa. Ngọc bỏ tay, em nắm lấy chân anh vừa ôm lấy thằng Đơ vừa kéo anh đi. Ngọc dùng hết sức đưa hai em nhỏ ra cái hầm gần đấy. Ra được đến nơi thì chính em lại bị viên đạn bom đi bắn vào lưng, rất hiểm. Em ôm bụng về hầm của mẹ, Ngọc tái mặt lả đi. Mẹ Ngọc trông thấy máu vội kêu lên: trời ơi, con tôi bị thương rồi. Ngọc bình tĩnh: con bị thương nhẹ thôi, bị xước da thôi mẹ ạ. Sao mà con tái thế, còn khan nước lắm. Mẹ đưa nước cho uống. Ngọc lại nghĩ ngợi rồi lắc đầu: người ta bị thương không nên uống nước nhiều đâu mẹ ạ. Chị cứu thương lấy băng cho em nhắc chị lấy băng cho em anh trước. Bệnh viện đã hết lòng, hết sức cứu chữa, nhưng giặc Mỹ đã cướp đi đời sống của em rồi. Do vết thương quá nặng, Nguyễn Bá Ngọc đã hy sinh vào lúc 2 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 1965 ở bệnh viện. Cuộc sống của em tuy ngắn ngủi, nhưng thật đúng như cái tên của em là Nguyễn Ngọc Sáng. Chính phủ đã truy tặng em danh hiệu liệt sĩ. Các bạn có biết không, Nguyễn Bá Ngọc là người bình thường, giản dị như bao đứa trẻ khác ở làng quê. Không, anh thật cao quý, thật tuyệt vời. Hình ảnh của anh đã làm rạng danh cho thế hệ trẻ cả nước nói chung và thế hệ trẻ miền Trung nói riêng. Thật dũng cảm, thật tuyệt vời. Cảm ơn anh đã sinh ra lần thứ hai cho ba đứa trẻ. Việc làm của anh, máu của anh, tên tuổi của anh đã tô thắm lên trang sử vẻ vang của dân tộc. Anh được xứng đáng với cái tên Hòn Nhỏ Quý. Nêu cao tấm gương của anh, mọi đội viên chúng ta cần có ý thức vươn lên và giành giật liên tục để đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn và những lúc hoạn nạn. Chúng em đây nguyện phấn đấu hết sức mình để trở thành người xanh tương lai cho đất nước, để chúng em mãi mãi được mang tên anh Nguyễn Bá Ngọc. Trên trời núi sông, anh
đàn bom rơi.